Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề, trong video ngày hôm nay Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa khủng nhất của thương hiệu Sansui. Đó chính là cặp loa Sansui model SP5500. Đây là một mẫu loa có cấu hình lớn nhất của thương hiệu Sansui và cũng có thể nói là đáng chơi nhất của thương hiệu Sansui. Được hãng Sansui Nhật Bản sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1975. Trong video ngày hôm nay thì Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc âm ly dòng 4 số cao cấp của thương hiệu Sansui đến từ Nhật nữa. Đó là Sansui 8080DB. Chiếc này cũng vừa được cập nhật tại shop ngày hôm nay. Sắt xi vàng 7 màu. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Quý vị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được những video mới nhất do tôi cập nhật hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa thùng Sansui SP5500. Đây là một cặp loa có cấu hình rất lớn của thương hiệu Sansui. Nó còn đáng chơi hơn cả cặp loa Pioneer 99A FB huyền thoại. Mẫu loa này có cấu hình rất lớn. Một loa bát loại 40cm, màng giấy, gân tẩm dầu. Một loa mic kèn, họng ga. Mic kèn này có kích thước khoảng 45cm. Phía trên này là hai loa mic giấy và hai loa chép kèn nằm trong miếng tán âm này. Cặp loa này vừa về ngày hôm nay tại shop với tình trạng zin nguyên bản, tuyệt đẹp. Mẫu loa này khá hiếm trên thị trường. Loa này có hai lỗ thông hơi ở phía mặt trước. Toàn bộ phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ, màu cánh gián rất đẹp. Cặp loa Sansui SP5500 có thông số như sau. Phần lưng loa cũng còn rất đẹp. 4 way 6 speaker, tức là dòng loa này có 4 đường tiếng. Loa có công suất là 120W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Phía mặt sau là hai nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép. Các chế độ là shop là chế độ êm dịu, chế độ natural là chế độ thông thường và chế độ clear là chế độ sạch sẽ, chi tiết. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, hàng về từ Mỹ. Đây là thùng loa bên đây. Sansui SP5500 có cấu hình rất lớn, kích thước chiều ngang là 53cm, chiều sâu là 43cm và chiều cao là 85cm. Trọng lượng của loa này lên đến 46kg trên một thùng. Rất nặng. Cặp loa này sẽ thích hợp cho những anh em chơi nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Ngay cả những dòng nhạc có tiết tấu nhanh như là nhạc liên khúc hải ngoại, cặp loa này cũng chơi rất tốt. Quý vị và các bạn nếu muốn hát karaoke ở trong giới hạn gia đình, giải trí, cặp loa này cũng đáp ứng được luôn. Tiếng trung âm và tiếng chép của dòng loa này là không có đối thủ nếu như quý vị và các bạn sử dụng hát karaoke. Tất nhiên chúng ta không nên so bì với các dòng loa full chuyên nghiệp karaoke, nhưng đây là một dòng loa quý vị hát karaoke sẽ rất khó quên với âm thanh rất đặc biệt của nó. Tiếng trung âm lộng lẫy. Đây là e-căng của loa. Khi chúng ta đại vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. Các dòng Sansui chúng ta có thể kể đến là 1500, 2500, 3500 và cuối cùng là 5500. Đây là đời cao cấp nhất của dòng SP5500. Cặp loa Sansui model SP5500 thì giúp phục vụ với mức giá rất đặc biệt, ưu đãi hơn giá làng rất nhiều. Giá làng của cặp loa này khoảng 46 triệu. Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá đặc biệt hơn rất nhiều, chỉ 42.500.000. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển cho sản phẩm này. Thì Dũng bao zin tất cả từng chi tiết nhỏ nhất trên sản phẩm này. Tiếp theo phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc âm ly Sansui model 8080DB. Đây là một chiếc âm ly dòng receiver cao cấp của thương hiệu Sansui đến từ Nhật. Mẫu âm ly này cũng được hãng Sansui sản xuất vào khoảng những năm 1975. Đây là một bộ đôi phối ghép rất tuyệt vời. Vỏ gỗ của máy đây.
Tiến Dũng đang mở cái nội thất ra để có thể giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về phần nội thất. Với 8080 dB, máy sử dụng biến áp nguồn rất lớn, 4 sò sắt công suất. Dòng này chúng ta có thể nghe được radio, đây là dòng âm ly receiver khá cổ của thương hiệu Sansui. Chiếc âm ly này được hãng Sansui sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1975. Đây là giao diện phía mặt sau. Máy có 3 cầu loa A, B và C. Máy sử dụng điện đa cầu, công suất nguồn là 265W. Đây là miếng nhôm giải nhiệt, trên đây có mang theo 4 sò công suất, dạng sò sắt. Cái rắc kết nối còn sáng choe. Chiếc này có size ngang là 54cm, chiều cao là 18cm và hậu sâu là 40cm, trọng lượng là 21kg. Đây là một chiếc âm ly có thể nói là đặc trị các dòng loa cổ cao cấp của thương hiệu Sansui. Quý vị và các bạn có thể phối ghép với Pioneer 88A, 99A, cái dòng loa Sansui như là 3500, 5500 hoặc các dòng loa Mỹ có bát tầm 40cm đổ lại đều chơi rất tốt. Mức giá của chiếc âm ly này thì Dũng đang phục vụ với mức giá cũng rất ưu đãi trong thời điểm này. Mức giá 35.500.000. Đây là một mức giá rất tuyệt vời để quý vị và các bạn sở hữu một chiếc âm ly receiver với độ đẹp như thế này. Tất cả Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng Nhật xịn. Phía bên đây là chiếc đầu CD Sony, dòng 3 số cao cấp của thương hiệu Sony đến từ Nhật. Đó chính là X-37ES. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, hai hồi gỗ bóng sơn mài rất đẹp. Toàn bộ phần và vỏ máy là phay nhôm màu vàng. Đây là giao diện phía mặt sau. Máy này xuất ra ở 3 cổng audio dạng analog, cổng fit, cổng valuable và cổng ba lăng chuyên nghiệp. Máy này cũng xuất ra ở 2 cổng tín hiệu số là optical và coaxial. Chúng ta có thể kết nối với các hệ thống transport. Chiếc đầu CD model X-37ES của thương hiệu Sony với tình trạng zin nguyên bản. Chiếc này về với tình trạng máy zin tuyệt đẹp, remote đúng của hãng zin nhưng mà không đúng đời. Mức giá Tiến Dũng phục vụ chỉ 16 triệu. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là bộ rebound của thương hiệu Acufei. Tiến Dũng đã có dịp test và giới thiệu chi tiết. Đó là P300X và C200X của Acufei Nhật. Mức giá của bộ này Tiến Dũng đang phục vụ là 41.500.000. Phía bên đây là những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Chúng ta có thể kết nối với TV, điện thoại, máy tính. Giải mã tối đa lên đến 32 bit. Tất cả đều là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, chuẩn Hi-Res Audio. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về các sản phẩm này. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc với chiếc đầu CD Sony 3 số 7 kết hợp với âm ly Sansui 8080 dB và cặp loa Sansui SP5500. Quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Volume chỉ nhích lên một chút thôi là nó đã rất mạnh rồi. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao mừng này vẽ sóng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vài sợi tóc lại đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay đợi đã bao đêm.
bên nơi chuyến đi những kẻ phương xa đời còn cũ vui xa những đêm ngang tầm xuống vào nửa khuya nhung nhớ ngập ngừng với bộ âm thanh này sẽ phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 50 m², các không gian lớn hơn hàng trăm mét vuông thì cặp loa này cũng có thể hoàn toàn đáp ứng được với các dòng nhạc giống như chúng ta vừa nghe. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio tuyển chọn do Tiến Dũng cập nhật liên tục. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.